xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lan Thang đường phố à, thì à, trong video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục à, nói về những kẻ à, đang cố tình gọi là vu khống chị Loan à, và chị Ni à, thông qua cái việc mà binh vực cho ông luật sư và cũng như là bộ ba tâm Sơn để gọi là à, tấn công chị Loan à, trong suốt à, ngày hôm nay thì rất là nhiều thông tin à, có những thông tin đúng và có những thông tin sai về à, à, câu chuyện của ông luật sư đó khi mà ông luật sư đã gọi là lên một cái đường lai trực tiếp của uh, bé trang <laughs> trang bé đó bé trang đó. đó cũng đã nói rất là nhiều điều và uh, sẽ gọi là uh, đối chất trực tiếp cùng với lại chị lon và chị ni nhưng không phải thời điểm này tại sao tại sao không phải là thời điểm này mà anh ta gọi đòi là một cái thời điểm khác đó cái câu chuyện này thì nó cũng khá là à, mâu thuẫn chỗ này, nha. cái công chuyện mà à, chị loan chị ni đang bị gọi là tấn công ngay lúc này mà tại sao không phải là đối chất ngay lúc này mà lại chọn một cái thời điểm khác là sao của chú chị rất là khó hiểu. thì ở đây có một vị khán giả cũng đã à, để lại bình luận của mình à, nhận xét về các ông luật sư này và cái bộ ba tam sơn. sau đây em sẽ chia sẻ cái nội dung này mời cô chú anh chị cùng nghe nha. tôi nhận xét sự việc này anh luật sư khờ sai hoàn toàn luật sư khờ tự nguyện tới giúp hồng loan vụ án sao kê vậy hồng loan sao phải xin phép hỏi ý kiến ai nữa việc thứ nhất hồng loan phải thông qua cô trang mubi thì anh khờ mới hợp tác giúp vậy cô trang có vai trò gì ở đây việc thứ hai luật sư khờ tự ý đưa tin nhắn cũng như thông tin của thân chủ cho youtuber cũng là vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng Việc thứ ba, thân chủ chưa ký hợp đồng với luật sư Khờ thì ai cho phép luật sư Khờ điều tra, thu nhập, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án? Luật sư Khờ thu thập từ đâu? Có tự ý xâm nhập vào nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, hệ thống máy tính, thông tin ngân hàng hay không? Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vị luật sư này xem có tổ chức cá nhân nào đồng lõa tham gia cùng hay không. Đó, thì cái câu chuyện này thì nói chung là À, cũng quá gõ rồi. đó ở đây thì chúng ta thấy là luật sư là đến với chị Lon là hoàn toàn miễn phí. nhưng mà tại sao lại thông qua cái cái cái, cái việc uh, phải nhắn tin cho cái bé bé trang vina này? đó thì ở đây là tại sao của chú chị? đó bé trang vina nắm cái vai trò gì trong cái câu chuyện gọi là sao kê này? không có vai trò gì hết, vai trò là youtube dơ. nha, <laughs> yeah, vai trò ở đây là youtube dơ chứ chẳng có vai trò gì trong đây cả đó không trình độ thì mình chẳng biết tới đâu nhưng mà mình thấy youtube dơ thì cũng uh, dẫn dắt cũng khá là dữ dội à, qua nhiều cái trend rồi trải qua nhiều cái trend rồi cũng dẫn dắt khá là dữ dội đó vai trò gì trong này đó đã luật sư là đến với một cái tinh thần là miễn phí thì tại sao phải bắt người ta làm như thế này bắt người ta làm như thế kia bắt người ta phải đi năn nỉ người này xin người kia là sao cô chú chị là sao có ai hiểu được không đâu phải ông muốn miễn phí ông muốn làm gì cũng làm ông kêu người ta gì người ta không phải nghe theo ông sao đó đừng cho mình cái quyền đó ha đừng cho mình cái quyền đó không có ai đến với ai vì một cái gọi là à, à, không lợi nhận cả ông cũng muốn nổi tiếng đúng không đó ông cũng đáp lại cái sự mà miễn phí của mình là được cái sự nổi tiếng của ông đó trong cái giới luật sư đó ông nếu mà thành công nữa thì cái tiếng của ông gian dội lên cái đó là tiền chưa chắc gì bỏ ra mua được nữa đó đúng không cô chú anh chị đó cái danh tiếng mà để nổi tiếng á Là tiền của mình bỏ ra chưa chắc gì mua được cái danh cái tiếng đó nữa Đó nên ông muốn miễn phí vào cái câu chuyện của chị Lon Đó ông thua thì thôi Đó ông thua thì thôi thua thì cũng bình thường thôi Người ta cũng biết là à, ông này cũng có tâm Ông đến với chị Lon à, Ông giúp chị Lon hết mình nhưng mà vì không đủ bằng chứng Hay không đủ chứng cứ gì đó Nên cái vụ án nó không có được giải quyết Đó thì người ta cũng thương ổng ổng được rất là nhiều lợi nha cô chú anh chị ổng được rất là nhiều lợi nha bộ ba Tâm sơn cũng nhờ vào đó để hưởng lợi theo đúng không đó bây giờ thí dụ ổng làm không thành công đi ổng cũng ổng cũng được sự yêu thương của cô chú anh chị chắc chắn rồi đúng không những người ai ủng hộ hồng loan thì người khán giả đều yêu thương cả đúng không cô chú anh chị đó thì ổng cũng vậy thôi ổng sẽ được sự ủng hộ của cô chú anh chị đó không nếu thua còn nếu thắng thì cái danh tiếng lịch sư của ổng á nó sẽ bay cao xa bay xa hơn bởi vì cái này là cái drama chứ phải là câu chuyện mà ở ngoài luồng cái câu chuyện khác ví dụ thắng cái vụ uh, khác thì đâu có ai biết đâu đúng không nhưng mà thắng cái vụ chị lon ha à, người ta chi tìm ra danh tiếng của ông luật sư này ông giỏi quá rồi ha đó là lớp đó là, là là, là những cái kèo mà gọi là thư kiện đó đến với ông thì ào ào đó cái đó tiền ai bỏ túi ông bỏ túi chứ ông leo ông chia cho chị lon đó nên mọi người đừng có thấy cái miễn phí đó nào cái miễn phí đó nó nó cũng lợi hại lắm của chú anh chị đó miễn phí để cái chi đánh bóng tên tuổi của mình à ông luật sư này có tâm à, ông miễn phí à đó ông giúp cho chị lon này kia ông có tâm quá ông tốt quá Mai mốt ví dụ người, người thân hay người nhà gì đó có vụ việc gì gây gây gọi là, 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 là thư kiện đó tìm ổng liền chứ gì còn gì nữa đó nên là mọi người thấy là, là là là, là, cái vấn đề mà miễn phí ở đây thì mọi người cũng đừng có ham lắm ha đừng có ham phải chi mà ổng miễn phí mà ổng đừng có gây áp lực cho chị lon là bắt ông chị lon phải đi làm đi thông qua người này đi xin người kia đi hỏi người nọ đừng có làm gì đi thì chị long rất là cần ổng đó bởi vì miễn phí thì nó đỡ tốn tiền đó bởi vì thì một cái vụ thư kiện thì nó cũng rất là nhiều tiền đôi bên đều có lợi luôn ổng cũng có lợi danh tiếng của ổng được bi-a miễn phí nhờ các anh em youtube đúng không đó nên nữa là ổng miễn phí nhưng mà ổng muốn lôi theo cái đồng đội của ổng vô à, đó là những cái kênh youtube dơ. đó thì chúng ta thấy rồi bắt là chị long là phải liên hệ người này qua người kia ủa tại sao ông làm cho chị Loan mà tại sao chị ông không kêu chị Loan liên hệ trực tiếp với ông mà bắt chị Loan là phải đi năn nỉ người này năn nỉ người kia đó không chính xác là bé Trang tại sao vậy ông phải giải thích được cái điều này ông đừng có nói là lên ông đừng có nói là muốn hai người giải hòa cái câu chuyện người ta hai người giải hòa là câu chuyện của riêng của người ta không có nằm trong cái vụ sao kê đó không tôi với người đó chơi không hợp ông bắt tôi là phải đi nói chuyện với người đó sao tôi nói sao tôi làm được tôi biết người đó xạo đó người đó dạy ăn dối đó ông kêu tôi là phải lên nói tốt cho người đó sao tôi nói được đó nên ông luật sư ông cay ông không làm nữa đó thế thôi bộ tâm sơn nó thấy là tụi nó cũng mất giá trị trước hồng loan rồi tụi nó rút đó, tụi nó rút nghe cô chú anh chị đó và bây giờ thì khi mà chị loan tìm một luật sư khác thấy luật sư người ta có lên tiếng gì không không lên tiếng luật sư người ta kín tiếng vậy đó chưa thấy gì nữa luật sư gì đâu mà bô bô trên mạng để làm gì thể hiện mình trên mạng thôi những cái luật sư mà lên mạng mà uh, nói rồi cô chú anh chị tôi thấy là chỉ thể hiện trên mạng thôi chứ ngoài đời tôi thấy cũng chưa có giỏi gì hơn ai ở đây tôi không phải chê nha nhưng tôi thật sự là tôi đã tiếp xúc nhiều luật sư mạng rồi <laughs> tôi thấy ngoài đời cũng 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 dơ lắm chứ không có sạch gì đâu đó luật sư dơ đó, chứ đâu có sạch gì đâu đó, nên là bé trang khán giả đang rất là thắc mắc bé trang đóng cái vai trò gì trong câu chuyện của chị loan mà phải bắt chị loan là phải nhắn tin à, nói với bé trang là kêu anh kha làm là sao vậy ông sợ ông không dám làm hay gì à, phải có người kêu ông mới làm hay gì thì ông cứ nói thẳng đi với chị ni đó à, ni ơi kêu lo nhắn tin cho anh một tiếng đi ni à, cũng được mà chị lo nhắn liền chứ gì nếu mà nhắn tin cho ông thì tôi tin là chị lo sẽ làm còn nhắn tin cho bé trang thì chị lo có quyền từ chối mà không quyền ủa thì tự nhiên tôi với nó đâu có hợp đâu mà bắt tôi nhắn tin cho nó làm gì giống như đi sinh cầu sinh vậy Ừ, giống như cầu xin hả nhắn tin chi biết không cô chú chị để bé trang lấy cái tin nhắn đó bé trang lên mạng bé trang khoe bé trang đăng lên bé trang khoe hiểu không lấy được cái fan của chị lon rất là nhiều luôn đó chị lon nè thấy chưa trời ơi lon nhắn tin cho tôi nè nó 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 kia nó, 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 nó năn nỉ tôi là và nói với anh kha như thế này như thế kia để sau này tụi mày quật người ta hay gì đúng không tụi bay thì tâm hồn của tụi bay xấu xa cỡ nào ta không biết sao mà còn che giấu làm gì nữa <laughs> nó xấu cái nào em gành lắm quý anh chị <laughs> đặt che giấu làm gì hả à, đừng có che giấu nữa bây ơi mệt quá lộ hết rồi che giấu cũng đâu có được đâu che giấu gì sao mà được mãi được đúng không tới lúc nào đó nó cũng thể lồi ra thôi của chú anh chị không giấu mãi được đâu giấu được một thời gian thôi người ta cũng sáng mắt à đó anh đến với người ta bằng cái tư thế là anh miễn phí à, anh mở miệng ra là anh miễn phí đó nhưng mà bắt là 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 là, là chị Loan là phải xin hỏi ý kiến người này hỏi ý kiến người kia nữa. Ủa sao vậy mình ơi, một mình ông là đủ mệt rồi không một cái câu chuyện chị Loan còn phải nhiều việc để làm chứ không phải thời gian để nghe ông là bắt chị Loan là phải đi qua nói người này tiếng qua nói người kia tiếng để làm gì hả thời gian đó trời ơi, người ta nhiều công việc người ta làm lắm. đó đó ông cũng tự đưa tin nhắn à, của chị Loan ra Ủa, đưa tin nhắn của thân chủ mình ra bên ngoài đó, cái vi phạm không? Tôi không nói vi phạm tới ph pháp luật, tôi nói vi phạm gì? cái đạo đức nghề nghiệp thôi. chứ tôi không nói vi phạm pháp luật. Đây tôi không có gành cái đó đưa ra có bị dính hay không. Tôi chỉ nói là vi phạm cái nghề nghiệp của ông thôi. Đó. Nhưng mà cái một câu hỏi khán giả thắc mắc, tôi tới giờ khi mà tôi đọc được cái bình luận này tôi cũng thắc mắc luôn. Đó là bé Trang đóng vai trò gì trong cái vấn đề mà sao kê của chị Loan thôi. <laughs> bé trang nó không có nằm nắm được cái bằng chứng nào chứ, phải nhưng bé trang nó nắm được cái bằng chứng cô chú anh chị thì nó có thể là nó đóng vai trò là cũng là người cung cấp bằng chứng hay là người làm chứng hay cái gì đó nó không làm gì hết trơn á nó là youtube dơ đâu làm gì đâu phải cho nó vô câu chuyện đó thậm lôi kéo hết làm chi người này tới người khác vô câu chuyện nó làm gì trong khi đó nó không có liên quan gì hết đó rồi ông đứng ra ông giải thích là muốn hai người làm quà ủa người ta làm quà không là chuyện của, chuyện đó là chuyện riêng còn bây giờ thí dụ hai người ông đang giúp uh, chị lon đi thí dụ đang nghe của chú chị cái này là một cái thí dụ cái này là sáng nhất nè không, cái này là sáng ra câu chuyện nhất nè thí dụ ông đang giúp chị loan đi ông đang làm sao kê rồi chuẩn bị tới ngày ra tò rồi mà chị giữa chị trang và chị loan có một chút vấn đề đó cái bà trang cái ông kêu hai người giải quyết cái hai người không giải quyết cái ông bỏ người ta hả ừ. cái đó là vô trách nhiệm đó cái đó miễn phí nó là vậy đó cô chú chị còn mà cái có phí là nó không được làm như thế nhưng mà luật sư ai mà đi can thiệp vào đời tư của người ta người ta muốn chơi với ai người ta muốn kết thân với ai kể người ta câu chuyện của mình là mình làm sao kê thì mình cứ biết sao kê mà mình làm thôi ủa cái đó là cái nghề nghiệp của ông mà tôi phải đi chỉ ông nữa sao đúng không cái đó là cái nghề nghiệp của ông rồi mà tại sao ông vì một cái vấn đề riêng mà ông bỏ người ta đó mọi người kêu ủng hộ ủng hộ bằng cái gì giờ lên tiếng ủng hộ luật sư ủng hộ tâm sơn ủng hộ luật sư, sư ủng hộ tâm sơn ủng hộ gì <laughs> luật sư thí dụ một, một câu chuyện tôi với thí dụ là quá gọn gàng luôn thí dụ đang giúp tới ngày ra tòa à, hai người giữa giữa bé trang và chị lon có vấn đề à, không nói chuyện với nhau nữa kéo đầu không bỏ người ta luôn hay gì đó bỏ người ta luôn bởi vì miễn phí nó đâu có trách nhiệm đâu cô chú chị miễn phí mà tôi làm miễn phí tôi không nhận tiền đâu mà tôi trách nhiệm gì với nhiều vị đó miễn phí nó vậy đó nó có cái hại của miễn phí nữa đó còn luật sư mà thí dụ mà được thuê ký hợp đồng là ngoài nha đó ông mà bỏ con gái là ông mệt đó người ta không dám bỏ còn ảnh là ảnh miễn phí à ảnh theo tình cảm chứ ảnh không có theo tiền bởi anh đâu có nhận tiền đâu <laughs> đúng không nhưng mà lỡ tôi thí dụ nha ông làm cái vấn đề của uh, luật sư nào mà bào chữa cái vấn đề về cho chị lon á mà thành công á mà thắng á thì tôi nghĩ là chắc chị ni chắc cũng cũng không cho miễn phí đâu chị ni chắc cũng biết trả ơn mà biết chơi mà dân chơi mà nhìn thấy biết rồi đúng tiền bạc người ta gọng gãi đó, cũng 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 không thể nào mà không cho ông một mớ đâu. Tôi nói thiệt, nếu mà thắng vụ kiện á, người ta cũng trả ơn ông à. Đó, chứ đó mà, mà miễn phí cái gì của chú anh chị. Mang cái tiếng miễn phí để cho nó gọi là à, nó sang trọng một xíu thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà thắng kiện á thì chắc chắn là chị Lo hay chị Ni sẵn sàng người ta bỏ ra một số tiền lớn cho ông luôn kìa. Nó thua thì mình không nói đi, thua thì mình không nói, nhưng mà nói thắng đó nha. Đó, ông ông đều có lợi cho nếu mà ông vào câu chuyện Hồng Lo ông đều có lợi kể cả luật sư hiện tại của vị của chị Long cũng vậy đúng không nếu mà thắng cái đó là luật sư đó nó sẽ nổi tiếng liền nhưng mà bây giờ người ta không cần ra mặt ngộ vậy đó luật sư người ta phải vậy người ta phải kính tiếng như vậy đó người ta làm âm thầm vậy thôi chứ không phải luật sư mà tối ngày cứ lên mạng bô 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 bô, bô la bô lô ra đâu đúng không rồi nhờ youtube gọi là 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 gì BA dùm nữa thôi thua chịu <laughs> chịu luôn <laughs> lực sư gì mà hẹn ngày gọi là đối chất mà mướn một cái chỗ nào đó cái 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 tòa nhà nào đó cái văn phòng nào đó để đối chất ủa ông ông làm luật sư không có văn phòng luôn hả Luật sư không có văn phòng luôn Luật sư lang thang cái gì <laughs> luật sư lang thang cái gì không có văn phòng <laughs> sao cũng mới không kêu lại văn phòng của ông đối chất hay là lại lại là, là, là cửa hàng của chị Loan gì đó người ta đối chất mẹ đi không dễ hả cô chú anh chị đơn giản vậy thôi à. ông phải nói là mướn cái chỗ nào nó sang trọng ủa bởi ông có văn phòng vậy gì <laughs> tôi cũng đang thắc mắc cái vụ mà đi kiếm chỗ nào sang trọng để làm gì thể hiện cái gì à, đi kiếm chỗ sang trọng thể hiện cái gì thì câu chuyện nó cũng đâu có lệch lạc được nó cũng đâu có khác được đâu cô anh chị sự thật thì nó chỉ có sự thật thôi bây giờ đứng ở ngoài đường đối chất luôn cũng được nó cũng sự thật lại sự thật hay là lên mộ chú vũ linh đối chất đi cho linh thiêng xíu Thấy không thề nha trước vô thề nào nói dốc là là, là, là thục lưỡi nha. Đó. Chơi đi. rồi ra đó thề rồi đứng đó đó chắc. Chơi vậy đi cho nó mạnh. Khỏi cần văn phòng, dữ khỏi cần sang trọng gì, chơi cứ bình thường mà chơi. Đó, chứ bây giờ vô cái văn phòng một cái văn phòng sang trọng thì nó không đâu có thay đổi được cục diện, nó không đâu có thay đổi được câu chuyện đâu, nó đâu có thay đổi được cái 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 sự thật mà mình đã làm đâu. Đó, nên là tôi nghĩ theo tôi nghĩ là lên một chú vũ linh đó chắc luôn được lên nghĩa trang qua duyên Bình Dương đó đó chắc đi. À, nhưng mà đó chắc là phải là ngay bây giờ hoặc là một tuần trở lại thôi chứ ông nói là ngay lúc này thì không được vậy lúc nào được một năm nữa hay hai năm nữa hay ba năm nữa hay là đang ông đang sợ cái gì mà ông dám Hử? tâm sơn mày tụi bay sắp xếp cho luật sư bay đi đó chắc đi chứ hay là luật sư bay đang sợ cái gì đang sợ một cái gì thì ông đó gì? tôi nói rồi chị ni với chị long mới nhá hàng thôi mới nhá hàng ra thôi lé liền <laughs> mấy hàng lé liền chưa đâu còn nhiều lắm chính chị từ từ người ta mới tung chứ mắc mới thì người ta phải tung liền đâu phải là gì một hai cái kích tướng khích tướng của thằng thám tử cao hay là của con trang vina mà người ta tung ra thêm đâu không để đó để dành vậy đó ông luật sư có hay không thì ông tự biết đó còn ai sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật cái điều đó thì dĩ nhiên rồi đó, cái điều đó khỏi nói thì ai cũng phải biết đó tiếp tục như của anh chị thì uh, trở lại cái vấn đề mà chị Loan à, chuẩn bị đi phát nước ở ở ở Bến Tre đó của chú chị. Ngày 20 25 nha cô chú chị. đã phát phát ở ba xã ở Bến Tre cho bà con à, vùng bị xâm xâm nhập mặn. Đó, nước nước mặn nó xâm nhập vô ca đó của chú chị. Không có nước sử dụng, không có nước uống rồi đó. Đó thì theo mình thấy là mấy ngàn lốc nước À, chị Loan đã mua có nhiều người nói sao không phát bằng cái can á, cái can 30 lít á. thật sự là mua cái can là, là muốn mua được lóc nước rồi <laughs> còn nước đổ vô ví dụ mình chắc lên xe thì nó cũng không được nhiều nó không được nhiều bằng 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 những cái lóc nước này đó bởi vì cái đó nó chiếm diện tích khá là nhiều rồi đó nên là mình thấy là phát những cái chai nước này rất là rất là hợp lý luôn uống thì rất là tốt nha còn cái can đó mới mua về mà mình đựng mình uống thì nó nó cũng rất là hôi nha của anh chị rất là độc hại à, cho những cái chai nhựa đó trong những cái can nhựa đó. đó. thật sự là chị loan làm cái này thì chắc cũng có tính toán hết rồi đó người ta khi người ta cũng nghiên cứu kỹ cái vấn đề mà nước sinh hoạt hay là nước uống đó cái này là nước uống nha à, chị loan là giúp nước uống nha cô chú anh chị không phải nước sinh hoạt đó, nước uống thì nó phải kỹ nó phải sạch đó, để uống vô thí dụ mà mình cung cấp những cái nước mà không chất lượng thì uống vô nó sẽ bị đau bụng này nọ thì khá là phiền nha rồi đó thì 25 tại bến tre nha cô chú anh chị đó, đây là một thông tin khá là hay, khá là vui cho bà con Bến Tre khi mà được tiếp thêm những cái nguồn nước sạch để sử dụng hàng ngày của mình. Rồi, giờ em thì em cũng xin chào cô chú anh chị và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video mới tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.